đoán tên MV nhạc trẻ hot nhất hiện nay qua video. Liệu rằng chỉ với một đoạn video ngắn tí tẹo, bạn có thể đoán được tên các MV ca nhạc đình đám trong làng nhạc Việt hiện nay không? Chỉ định, chỉ dành cho bạn nào là fan mới đoán được nha. Câu 1. Những thước phim đậm chất Sơn Tùng MTP, MV mới của Gà Cưng trong MTP Entertainment Talent, có thể xem nhiều nhưng không chắc bạn biết đâu. Nắm đôi bàn tay của ca sĩ Khay Trần, chàng ca sĩ trẻ sinh năm 1994, giọng hát ngọt ngào với phong cách đẹp trai xuất thân trong MV, nghe là muốn nhún nhảy ngay thôi. Câu 2. Một thứ tình cảm ở giữa tình bạn và tình yêu là cái gì nhỉ? Bạn tìm câu trả lời trong đoạn video ngắn này nhé. Gợi ý đây là bài hát nổi bật của cô ca sĩ trẻ Min. Trên tình bạn dưới tình yêu, một câu chuyện ngôn tình mà bạn trẻ nào cũng có thể thấy mình trong đó, ở bên nhau cả thời thanh xuân nhưng đã bỏ lỡ nhau ở thời khắc quan trọng nhất. Câu 3. Cả MV lẫn giai điệu của bài hát này khiến fan đứng ngồi không yên, đình đám thật đấy, nhưng qua một đoạn video thì ai mà biết bài gì nhỉ? Muộn rồi mà sao còn, của chàng ca sĩ trẻ Sơn Tùng MTP, bài hát mới nhất của anh hiện nay, MV đạt hơn 116 triệu view, một con số khủng mà ít ca sĩ nào ở Việt Nam có. Câu 4. Đến với một MV hơn 41 triệu view của ca sĩ trẻ Đạt Ca, nhạc thì già trẻ lớn bé đều nghe, nhưng xem nhiều MV thì cũng không chắc biết đâu nha. Chiều thu họa bóng nàng, có giai điệu cực kỳ gây nghiện, bạn lên TikTok nghe xem có như mình nói không? Câu 5. MV ca nhạc đình đám nào của Jack97 đây, bạn đoán được không? Đảm bảo hơi hoang mang để nhớ lại đấy. Đom đóm, hình ảnh MV lung linh thế bạn nhận ra ngay mới phải chứ. Hiện có hơn 115 triệu lượt xem, một giai điệu êm tai du dương, chàng trai Jack mang đến khán giả. Câu 6. MV ca nhạc nào mà lại đi bộ đội thế này nhỉ? Hồng Nhan là một bài hát hot của Jack từ năm 2019 tới nay. Đạt hơn 257 triệu view, giai điệu lạ tai cực cuốn nhưng lại nói lên một câu chuyện tình buồn. Câu 7. Đi phượt không bạn mình ơi, MV ca nhạc gây bão nào mà có cảnh hai anh chàng đi phượt thế này nhỉ? Em gì ơi của ca sĩ Jack97 tiếp đây, MV này còn khủng hơn cả Hồng Nhan, hiện nay có tới 315 triệu lượt xem. Câu 8. Lướt TikTok nghe nhạc của bài này thì nhiều rồi, nhưng đoạn MV này thì mới lạ quá. Bạn biết bài nào không? Vách Ngọc Ngà của ca sĩ trẻ có cái tên cũng rất lạ, anh Rồng. Âm nhạc giai điệu khá phiêu. Ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau. Bạn thử hát lên xem có quen không nào. Câu 9. Có thể còn lâu bạn mới biết đây là MV của bài hát nào. Gợi ý nho nhỏ, Lặng nhìn em đan chiếc áo phong sương. Cà phê không đường được thể hiện bởi Zombie, Tikan and Bean. Lời bài hát thì viral trên TikTok là thế, nhưng MV chỉ khoảng hơn 26 triệu view. Câu 10. Một đoạn cắt trong MV hơn 71 triệu view của ca sĩ trẻ Quân AP, bạn có nhận ra không? Bông hoa đẹp nhất, bài hát không thể ngọt lịm tim hơn của anh chàng ca sĩ mắt hí đẹp trai Quân AP. Một MV nhạc trẻ đánh trúng vào tâm lý như bao MV khác, mà sao mình lại thấy ngon thế nhỉ? Câu 11. Đây thì chắc là Hero Team rồi, nhưng mà đây là nhóm livestream game mà. Bạn có nhận ra MV này của bài hát nào không? Đường quyền tình yêu, một MV ca nhạc được chọn lọc ngoại lệ vì các MV trên đều của ca sĩ chính mà thôi. Tuy nhiên, nhóm này cover và làm parody hài hước nên Đường quyền tình yêu thu hút tới 32 triệu view, khủng hơn cả ca sĩ chính. Câu 12. MV đình đám nào mà có anh chàng xăm trổ thế này chứ nhỉ?
Bánh Mì Không, một MV nhạc trẻ có hơn 90 triệu view trên YouTube, được thể hiện bởi ca sĩ Đạt Di và Du Uyên. Câu 13, MV của bài hát nhạc trẻ nào mà lại có đồng cỏ yên bình thơ mộng thế này? Trốn Tìm của ca sĩ Đen Vâu hay nhà tiên tri ngữ văn của các bạn đây? MV tính đến nay được 41 triệu view nha. Câu 14, cặp đẹp trai xinh gái này trông cũng khá quen mặt đấy, nhưng mà lại không đoán ra là trong MV nhạc nào. Bạn giúp mình với! Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau, đúng rồi, của ca sĩ Mr. Siro. Hai diễn viên này góp phần lớn vào thành công hơn 82 triệu view của bài hát này. Câu 15, hình ảnh vua chúa hoàng hậu xuất sắc thế này, bạn có nhận ra trong MV ca nhạc nào đình đám nhất thời gian qua không? Chắc chắn phải thuộc về Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp của Hòa Minzy rồi. MV tái hiện câu chuyện có thật của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, vừa chạm lòng người nghe, vừa có cái nhìn dễ hiểu hơn về lịch sử. Câu 16, MV ca nhạc nào mà cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp của tôi hóa thân vào thị nở xấu xí thế kia, bạn có biết không? Hết Thương Cạn Nhớ, một bài hát hay da diết của ca sĩ trẻ Đức Phúc, hiện nay đã đạt hơn 107 triệu view. Mình và bạn có lẽ góp phần nghìn view vào đó rồi chứ ý nhỉ? Câu 17. Trên có hoa hậu, dưới lại có hoa hậu thế này, bạn có nhận ra hoa hậu Tiểu Vy trong MV ca nhạc nào không? Em Không Sai Chúng Ta Sai của ca sĩ Eric có lượng view hơn 120 triệu, cao hơn hẳn hai anh chị trong Hoa Dâm Bụt. Câu 18. Bài hát này thì hot khỏi nói trên mọi mạng xã hội, nhưng MV chính của nó đây, bạn đoán được không? Em Băng Qua của cậu bạn trẻ Lập Nguyên, chỉ mới sinh năm 2K1. MV tuy chỉ mới hơn 5 triệu view, nhưng ca từ của bài hát thì hot khỏi bàn. Câu 19. 500 anh em fan nhạc rap chất chơi đâu ạ? Đố các bạn biết đây là MV đình đám nào mà nóng thế nhỉ? Big City Boy, hiểu nôm na là trai thành phố lớn của Binzy, vừa là một MV đình đám vừa là một bài hát nhạc rap chất đừng hỏi, thu hút hơn 82 triệu lượt xem. Câu 20. Wow, MV này mãn nhãn đấy chứ, màu sắc toàn trai đẹp gái xinh thế này, bạn biết không? Gái Độc Thân, MV đầu tay của cô nàng rapper tên Linh, bước chân ra từ chương trình Rap Việt 2021 vừa qua. Có phải bạn đang bị cuốn vào những hình ảnh lung linh của các MV đình đám bên trên không? Thôi nào, các fan tạm tỉnh để khoe với mình những cái tên bạn đoán chúng là gì đi. Mình đợi kết quả của các bạn nãy giờ rồi. Video thú vị như thế này thì ngại gì ủng hộ mình một like đúng không các bạn? Đăng ký kênh tại đây, nhớ bật chuông thông báo để đón chờ các video hấp dẫn khác chỉ có tại Nhanh Trí nhé!